Suốt hơn 2 năm qua, người dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã quá quen thuộc với hình ảnh những người trẻ mặc đồng phục đỏ rong ruổi khắp mọi tuyến đường tìm người hư hỏng xe cần giúp đỡ. Họ cũng đã thuộc lòng số điện thoại của nhóm để bất cứ khi nào cần đều có thể gọi. Bởi họ biết đầu dây bên kia sẽ luôn bắt máy dù đã khuya hay là rạng sáng. Chúng tôi đang nhắc đến đội SOS Tam Kỳ, những người cứu hộ xe máy miễn phí. Alo. Dạ, cho em hỏi có phải số điện thoại của đội SOS Tam Kỳ không ạ? Dạ, đúng rồi anh. Dạ, chờ xem đang bị hư anh. Em ở ngã tư Đặng Văn Ngữ với Lý Thường Kiệt. Không biết đội có thể đến hỗ trợ em không ạ? À, ngã tư Đặng Văn Ngữ, Lý Thường Kiệt. Dạ rồi, ok. Để đợi em xíu coi em với đội tới. Dạ, dạ em cảm ơn ạ. Dạ rồi, ok anh. Những cuộc gọi như thế này dường như đã quá quen thuộc với các thành viên của đội SOS Tam Kỳ. Suốt hơn 2 năm qua, chỉ cần có người cần giúp đỡ, bất kể nắng mưa, đêm khuya, họ đều nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Em khá lo lắng vì nhà còn khá xa. Lúc đó thì rất may gặp được anh chị đội SOS Tam Kỳ đi tuần. Khi gặp anh chị rất niềm nở hỏi han và giúp đỡ em cảm thấy rất vui và trân trọng sự giúp đỡ của các anh chị. Hàng đêm cứ đến 19 giờ là họ lại lên đường rong ruổi khắp các tuyến phố tìm người cần giúp đỡ đến 3 giờ sáng hôm sau. Các thành viên của đội SOS Tam Kỳ, có người còn đi học nhưng họ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để cùng nhau duy trì hoạt động này hàng đêm. Tôi tham gia cái nhóm này là cũng vì một là đam mê của mình, cũng vì thứ hai là mình phát tâm thực hiện với nhóm là cũng giúp đỡ mọi người vì khuya xe cộ hư hỏng. Do bản thân tôi thì tôi cũng có làm nhiều chương trình thiện nguyện nên mình cũng thấy những cái đội SOS đi trước thì cũng giúp đỡ được cho người dân rất là nhiều nên mình cũng quyết tâm để làm cái đội cũng để hỗ trợ cho bà con ở địa phương mình. Khi mọi người cần giúp đỡ thì có thể là gọi điện tới là mình cần lúc nào thì mình sẽ hỗ trợ lúc đó. Nhưng cũng muốn giúp đỡ cho bà con được chút qua chút khó khăn trong cái giai đoạn ban đêm. Mặc dù các thành viên đội SOS Tam Kỳ không phải dân sửa chữa xe chuyên nghiệp nhưng họ luôn sẵn sàng xoắn tay áo để giúp đỡ người đi đường. Nhiều người dân có nhà ý trả tiền công nhưng họ nhất quyết không nhận vì với họ giúp đỡ được ai đó là niềm hạnh phúc và vui sướng nhất. Đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ thì lãnh đạo thành phố luôn ghi nhận và biểu dương và động viên kịp thời đối với lực lượng trẻ này. Và mong rằng trong thời gian tới thì những việc làm tốt đẹp và những hành động như thế thì đề nghị các bạn trẻ thành phố là tiếp tục phát huy và để góp phần xây dựng hình ảnh văn hóa con người Tam Kỳ, giàu lòng hiếu khách và thể hiện tình thân con người với con người. Sau một ngày làm việc học tập vất vả, chúng ta thường mong muốn có một giấc ngủ thoải mái lúc về đêm. Thế nhưng có những con người vẫn luôn thầm lặng hy sinh những niềm riêng đó để có thể mang tới niềm vui chung cho mọi người. Và có lẽ với họ, đó mới thực sự là hạnh phúc.